Rubber Plaza. Hẹn rồi nhưng mà không biết. Không biết tới nào. Đi xe xuống hầm xong rồi lên lầu 1. Hầm nào? Trái phải. Không biết, cái đó là lầu 1 lúc A. Mười vào. Lại là cuối tuần. Dạ, em à, mới tới chị. Ok, luật sư trẻ. Dạ. Ok. Giống là nhà Bắc hả? Ủa nhà Bắc ở đâu? Nhà em ở Phú Nhuận á chị. À, Phú Nhuận. Chỗ gần Sài Gòn ra xa Phú Nhuận. À, lầu nhà Huy lầu mấy? Nhà lầu 2 chị. Lầu 2 hả? Trời ơi, này đi bộ luôn hả? Dạ, đi ra. Budweiser. Full cái tủ lạnh luôn. Bố nhìn kìa. Hôm qua anh nghe em kêu gì. Budweiser full cái tủ lạnh luôn. Tôi tưởng trong đây. Tủ anh rồi con ơi. Hello. Tới lúc nào? Ai chị? Em mới tới. Mới tới nữa. Dạ. Bé này là ai? Dạ cho chị. Em là dạ em là Dung. À bắt. Còn kia là Giáp. Giáp. Ờ, em là vợ của gia chủ nha. Này là dạ vợ của gia chủ chị. À, vợ của gia chủ. Đứa nào gia chủ nó không biết. Hello Yến. Hello. Em Yến. Okay. Rất là giỏi nè. Hello Minh. Em là tí nữa em mới được. Chào đi Minh ơi. Hey, ba đâu? Sống rượu ba qua đây. Ba Minh đâu? Ở nhà. Ba nhà hả? Kêu ba qua đây nhậu chứ. Nha. Lần sau mình kêu ba qua đây nhậu nha. Ở coi bầu bí cây trái rồi này kia là nó thấy có trái đang có thu hoạch được gì đâu. Đang ra trái kìa. Đó có trái kìa đó chị không? Trời nghĩ sao trái qua nhiêu đây em? Ủa trái dưa leo hả? Dưa leo mà bé mới ra. À trái dưa leo. Sao bữa trước chưa thấy có mấy quả gì đâu hả? Hôm nay đi khám phá một cái tổ ấm của một người em thân yêu. Mấy cái cây này hoàn toàn là tự trồng lên hết á. Tự trồng biết rồi. Không mấy gì nhìn thấy cái bơ ngột bơ. Đây vô review nó đây nó ti hao món ăn luôn. Không. À, tổ ấm của bé này là lâu lắm rồi mà nay mới được đến nè. Trời ơi, bữa nay mới được rồng đến nhà tôm đó trời ơi. Bữa nay rồng mới đến nhà tôm đó rồng. Bữa nay nó mới mời chị nó tới, còn mọi khi là mời bạn nó tới thôi. À, giới thiệu. Ờ, căn phòng ở bên kia là ba mẹ giới thiệu phòng của chủ nhân. Không phải căn chung cư 45m2 mà mọi người thấy cái phòng khách, phòng bếp. Bây giờ là phòng ngủ. Có cả nhà vệ sinh nè. Bao nhiêu mét vuông ta? Cái phòng này khoảng 15 mét vuông. Cái khúc này để đồ trang điểm, cái khúc này để quần áo. Rồi lọc luôn rồi. Cái này cái khoảng để cái này thành cái giường. Có tường không? Gọn hơn. Đây có cái toilet nhỏ. Đi nói kiểu mà. Rồi. Tên xui này thấy không? Cũng rộng đó chứ. Gọn ra. Bật bực đây. Vậy. Rộng chứ hả? Để xa nha. Để xa nha. Nếu không có sáng thì như vậy, còn không thì em... Thôi em mở thử cái view ở ngoài coi. Anh thấy cái này đẹp á. Wow. Hay á. View thành phố. Hay quá.
Tại vì em sợ con kiến ba khoang á, cho nên em phải đóng cửa xuống. Nó bay vô đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì kiến ba khoang mà cắn độc lắm. Em sợ lắm, em sợ kiến ba khoang lắm. Không được có cái view này hay nè. Bên kia nó không được cái có view này. Có nghĩa là nó có cửa sổ nhưng mà nó không mở ra thôi. Dạ có cửa sổ hay không? Đẹp, 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 đẹp. Cái này cửa kiến, cửa sổ. Rồi qua phòng này luôn. Hồ biến. Phòng này để là cái kho đó. À, cũng rộng quá ha. Ở có hai gia đình ở rộng á. Ba mẹ sống, ba mẹ ngủ. Ờ không, cái này mình để như bịch. Cái này khoảng 9 mét vuông hả? Đóng khoảng đất này kia nó cũng thành cái phòng bình thường. Dạ thì cái này giống như phòng cho con mà chị. Phòng mình thì cái phòng này là phòng này ba mẹ, phòng này cho con nè, rồi để mình làm thì mà có hai đứa mình làm giường tầng lên mấy kiểu vậy. Đúng rồi, đúng rồi. Thì ba cái chỗ này nè. Dạ đó, đó là thế vậy. Không mà được có cái phòng ngủ như nó có view phải không? Không mát lắm, chị, nó không có nóng nha. Phòng ngủ bên đây nó có view phải không? Nó chiếu vô đúng không? Ở đây mát hơn. Nhưng mà nếu mà em mà kéo cái này mình xếp cái là mình cũng có thể ngồi luôn cái này. Ngồi chứ không phải ra mực. Wow, món này là món gì đầu bếp? Đi hành bộ đây anh. Nhưng mà món này là món gì? Cá hả? Cá nước, cá cam. Ồ, cá cam. Ba con cá cam, nướng mỡ hành. Quá dữ luôn. Cá cam này là mình mua ngoài đại lý á hả? Wow, wow, cá cam này đã không? Nướng mỡ hành. Quá dữ. Cái đầu bếp và Huy MC hả? Heo rừng hấp. Wow, rồi hôm nay toàn là đồ rừng với đồ biển chơi nhau quá hả? Quá dữ luôn. Quá đã. Chưa chưa mà, cái này chưa chín mà. Ủa em khẩu quét gì đi? Chị không quét. Trời ơi. Lần đổi lên. Lật thôi. Ủa tắt hay gì vậy? Ủa tắt đâu? Món này là món gì vậy? Heo rừng nướng hả ta? Nai. À nai. Dạ heo này hay hả chị? Hay vậy ta. Không, cái này chưa. Từ từ hãy cho vô. Bây giờ nó bị nó hút mỡ vô nữa. Chứ sao? Cho nó nóng hả? Có nghĩa để cho nó nóng nó sôi lên. Nó sôi lên đi. Chứ để vô nó dai thịt. Đúng rồi. Lâu. Thằng giấy trên kìa mà không lâu. Làm phải cho gọn đi. Này nướng. Rồi quá đẹp luôn. Cái này bật lửa lên rồi hả? Em hổ cá nướng nha. Wow. Giờ tắt. Cá nướng bây giờ sao rồi? Hai. Không có điện. Không có củi lửa. Em mượn qua. Mặt tôi gì? Ủa, bà tụt khổng lồ luôn. Quá dữ. Bánh tụt sạch tế đúng không? Rồi, đụng đi chứ. Tại mình không biết ăn cho nên mình bỏ có một cá nào để em bỏ vô cái chi không nhậu không? Để luôn, cắt ra để nướng luôn nha. Nướng á. Nướng xong mới cắt hả? Không, cắt ra banh ra để nướng. Bỏ luôn ha. Bà bỏ luôn cho em. Để xuống hả? Không, vậy để mình hơi dài. Đúng rồi, nó dài. Ừ, hình như nó hơi khác thế. Cái dầu, lấy cái dầu á, cái dầu cái này nè. Chế. Con khổng lồ. Wow. Bảy dữ. To chứ hả? Nó to hơn bàn tay của mình nhiều. Rồi, rồi nó lại xong từ từ, nó chín cho chắc. Rồi, thôi. Cuối tuần. Ủa, vui vẻ. Lại. Nhà anh Huy chuẩn bị trước con bếp. Có advisor. Bớt bây giờ mới chịu nha. Đó. Quá dữ. Em thích cái này. Cái này nó có mùi thơm trái cây không? Dạ, nó thơm kiểu mà gỗ, cái gỗ mà nó cái gỗ xoài hả? Gỗ xoài cháy đúng không? Dạ, nó kiểu nó thơm mùi đó. Ok. Gọi là cái này gọi là smoky beer á. Ok. Bia nằm trong thùng gỗ xoài. Dạ. Đúng không? Cái đó là của châu Âu á, cái tụi hàng Bỉ thôi. Dạ, chắc là thế em cũng đi nghe đó, cái này nó cũng ngâm trong cái thùng gỗ á này. Rồi, để lúc kia luôn đi. Rồi, khui đi. Uống đi em, hồi chị bắt xe cho đi. Ủa, nhà Yến đứng ngoài, nhà ngay nhà ba đây luôn nè. Ủa vậy hả? Nhà Ngọc chung cư đối diện bên này luôn nghe. Rồi, rồi tuần sau qua review tiếp. Yến hả? Anh em. Quý, khui Yến, quý. Khui đi. Để chủ trị lên tiếng cái gì. À cho mấy vợ cháu muốn chấm đi. Ờ bên kia xa quá, tự gấp nha. Không, tự tự xa quá, tự gấp thôi. Ta đó gì đó. Không, anh cũng tính gấp cho mọi người.
Ở cho anh ly nước trà cái này. Ủa? Ly nước trà. Nước trà. Rửa. Ủa? Cho anh ly tối. Uống cho nó lọc cơ thể. Ok. À, bên kia có bình trà nè. Chưa ăn rồi. Sao bên anh có bình trà rồi? Dạ hả? Nay rồi hả mọi người? Rồi bé. Rồi vô nè. Rồi thôi chủ nhà tuyên bố đi. Cảm ơn mấy khách lệ giác sinh sống. Ờ đó, được đó. Rồi đó. Uống cho quán bán được đi. 1, 2, 3, vô. Tuột là em đặt ở ngoài quê hay là đặt ở giữa vô à? Dạ, ở đây, đúng rồi. Ờ, cảng ngay chỗ Phan Thiết là ngay chỗ cái cầu Trần Đạo á hả? Dạ, phải không? Dạ. Anh hậu nó mấy lần nha. Dạ. Nhà em ở đây hay là em ở đây thôi. Ê, có gì tối, anh có nhậu gần đây, có gì sẽ xin qua vụ kém. Gì hả? Dạ, là ăn bỏng gác nữa, đồng kém. Thịt nhà mềm ghê lắm. Thịt nhà mềm ghê lắm. Bây giờ cơ quan của quá ngon luôn. Thịt nhà cũng sao tới. Báo cáo. Cơ quan chính quyền đang chi lùng cái bên mà đời là tôi ba đời đó. Để làm sao mà lên mạng. Muốn ăn thử món xà lăn. Ở xà lăn có cái nhà ở xà lăn hả? Cái bánh mì. Bánh mì nè mọi người. Rồi lên chốt. Một, hai, ba, vô. Một, ba, chạy. Rồi Huy giới thiệu mấy món sáng giờ làm lầu bếp không giới thiệu lúc nào vô ăn đâu, thôi chắc là ngồi nữa đó. Vậy hả? Hôm nay là mấy món ta? Ếch xào lăn nè. Ếch xào lăn. Nai nướng xiên nè. Nai nướng xiên. Bạch tuộc nướng. Bạch tuộc nướng. Cá nướng. Cá nướng. Heo rừng hấp. Heo rừng hấp. Wow, lẩu cá luôn phải không? Không, cái này ăn giống như đám cưới vậy. Bảy món luôn á. Em có nhu cầu đám cưới mà đặt món thì liên hệ thôi nhé. Rồi, ok thôi. Được á. Dạ, cuộc sống là cái sự phối hợp nhịp nhàng. Từ giới thiệu đi. Là heo rừng hấp tía tô nha mấy bạn. Tía tô á, cái này là tía tô hấp heo rừng mà. Làm nhiều quá. Rồi. Quá hợp. Rồi, đầu bếp nấu rồi vợ đầu bếp thử luôn đi, thử trước luôn đi rồi cho ý kiến luôn đi. Mọi người ơi, em xin mạng phát thử trước cho yêu cầu của giám nha mọi người. Ừ, thử đi. Wow. Ừ, được không? Thôi giống cho phim luôn. Ngon kìa. Nhưng mà vị nó sao? Vị nó sao? Từng thớ thịt thấm vào miệng rồi đó con. Nói ốc não luôn. Em ngon vậy mới lấy hả? Đúng không? Không, ngon hơn gấp mấy lần đó. Chồng em là phải ngon hơn theo này gấp mấy lần chứ. Quá dữ. Hàng xịn đó anh. Chết cha, về nó phải đọc. Ủa, lọc trong lon rồi hả? Rồi, mừng món mới đi. Chết rồi, vô đi. Người ta nghe là 1, 2, 3, vô. À, cà ri chứ phải lọc. Em mới công nhận là nấu nướng của anh Huy. Anh Huy nấu ngon. Ồ, anh Huy được khen rồi kìa. Trời ơi, chúc mừng Huy. Anh Huy là gian ủa lọc tới đây chơi rồi mà đúng không? Rồi, đây là đám quán vậy, đúng không anh? Em về em hết rồi. Ủa? Rồi lên lon luôn. Lên lon luôn nha. Ừ, tôi tặng anh Huy đó, nó lên đều mà. Lọc cái này đẹp đẹp, ở đây mà nó luôn.
hết lạnh thôi. Đánh cho tướng 5 con chốt lên 2 con pháo được rồi. Lên nè. Ba đứa con nè. Ok, đó rồi. Ok, hôm nay là anh em mình đánh cờ tướng nha, lên 5 con chốt với 2 con pháo được rồi. Bách này chắc tương lai cũng là một anh hùng hảo hán. Tao là cá cam. Này là đặc sản của Phan Thiết chưa? Không, cá cam là số 1 phải không? Cá cam là nổi tiếng. Cá chiên. Có cái bát bột trắng này nhìn đen em. Có ra nước không? Ra nước à. Đen thì mắc hơn phải không? Đây rồi, cho em. Có giấy để cho em. Rồi bỏ lên xong rồi lấy cái kéo cắt cánh ngang qua. Đó, làm theo lời của đầu bếp. Đó, cánh ngang đó. Đó. Rồi xong banh thắng. Rồi, banh thấy chưa? Thằng này đi chưa nó không quen. Banh thấy chưa? Làm, yeah. Rồi banh ra xong rồi nhét vô. Banh ra xong chép vô cho nó chín. Chưa, cả gì? Ô, chín rồi. Xong xong chép hành chứ. Ồ, mở hành. Đâu không đâu, không đâu. Rồi chép. Mở ra thử cho. Cái hình dạng của cá. Wow, cá cam to quá. Wow, cái này là mới có 3 phút quá. Đây nè, cá cam nướng. Rải hành đây. Làm thì giống như là ăn bít tết vậy. Không, nhưng mà nhìn cứ cá ngon mà rất là tuyệt. Rồi bỏ bỏ về đó rồi. Quay thôi vậy đó. Rồi để xem nào. Nhìn ngon ghê. Nhìn quá đã luôn nè. Nhìn ngon ghê, nhìn anh hay nhìn cá. Ồ, thả thính rồi đó. Bắt đầu thả thính rồi đó. Thôi thử đi, cá còn nóng ăn thử đi. Nửa còn cá. Rồi xong. Rồi. Rồi thôi, cứ mà mở ra mà khói bay lên đã. Đây thử cho nó. Sao bà nó ngon dữ vậy? Rồi thôi lên, mừng món mới. Nướng nó không có bị khô. Vô đi, 1, 2, 3, vô. Ok, xong là biết quay. Ngon rồi, biết cá. Các chị biết cá chứ là biết cá không?
nè, gấp ra đây đi. Ngồi gấp đi. Anh phải chơi cục. Đi qua đây con. Ăn cá thông minh đấy. Thôi uống cái vô tiền, uống với bà chủ nhé kìa. Vàng xuống đây con. Ủa cạn đây đi em nước trong vậy. Nước dạ. Trong sao có cá. Dạ có cá rồi đó. Có cá rồi, vớt cá nó nướng rồi. Ủa em bật lên à. Uống cạn nha. Không có. Minh ơi. Minh ơi ăn cá không minh lắm. Có một miếng thôi. Có một miếng thôi là ai. Tây Bắc đúng không? Bắc dạ. Kén của Tây Bắc. Ủa Bắc Kén mình nướng nướng dọn nhau. Không, ướt ngon, ướt cá ngon. Ướt cá ngon, siêu ngon. Ê, nhà chị ăn cái này nó không được nên em cơ bay. Bắc Kén ngon chứ. Bắc Kén ngon, Bắc Kén của Tây Bắc hơn. Bắc Kén. Bắc Kén. Bắc Kén. Đọc lắm chuyên gia bán luôn á. Có ăn xíu gì này. Sáng Tây Bắc. Đừng nướng mấy giòn nhau hay cho đó vô. Ướp rồi mới nướng đúng không? Đó Phan Thiết là em ở khúc nào anh Thiết? Thành phố mà. Đường nào? Thủ Thoa Phương. Wow, đường lớn vậy hả? Đường đó đi ra Bụi Né. Dạ đúng rồi. Quay kìa, quay kìa. Quay kìa, quay kìa. Có lý do thôi không? Trăm trăm đúng không? Dạ không. Chị Hà uống bao nhiêu là mất uống bao nhiêu á? Hay là 200%? Ủa vậy á? 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 Em chưa bỏ xuống, anh bỏ xuống là sao? Anh đều đuổi em được. Chị Hà uống bao nhiêu là anh uống bao nhiêu thôi? Cái này của nó tao thấy được bao nhiêu? Nó kiểu rồi. Rồi, nữa. Nữa đi á. Nhà 50 á. Nhà con mà. Ủa 50 mà chơi đá, sao mới 50 chơi đặt cái này ai chơi? Em ơi. Mình đi chơi mà. Sao tham gia lại mà để ông trai. Để uống thôi cái lỗ. Ngọc chơi tới đi Ngọc. Dạ. Hay là vài tí nó lỡ chơi tới nó lộ đó là sao? Dạ ông nó lộ rồi. Lộ gì rồi. Lộ rồi. Món mới đó Lộc, món mới đó Lộc. Nó vẫn cá anh. Vẫn cá luôn không? Thôi để lên đây luôn đi Ngọc. Để lấy cái nồi luôn, để lấy cái chỗ đó. Để lấy cái chỗ đó. Để lấy cái này ra hết. Kéo qua. Rồi bây giờ... Không, em. Rồi nóng. Không, kéo cái lò nướng ba chị, để trên cái lò nướng luôn. Lò nướng về đâu có nướng gì đúng không? Vậy thì để cái cá ăn nó vô một cái phải ăn vô rồi say rồi say rồi say rồi cái con nó còn sống á. Rồi đó cái lò này bây giờ ai đón được cái này cái đầu hay cái đuôi? Dung mở cái kìa Dung, nhiệm vụ của em cái đó ai đón được cái đó cái này cái đầu hay cái đuôi rồi. Ông Ngọc nó xỉn rồi. Kéo Ngọc nó thua làm rớt cái cá nó chết nữa. Cắt cái đuôi, cắt bắt cái hoài cái đuôi này người cá luôn. Cắt cái này. Chính giữa. Cá người ta chính giữa. Giữa. Đó, mồi luộc nó ra. Em nó chưa có mồi nha. Có rồi chị ơi. Trời ơi, quay lâu lắm luôn rồi. Hôm bữa em mới thấy nè, mới thấy luôn. Ngồi đi đứng đợi cái đứa trai chút tí à. Em được tư vấn bỏ rồi. Qua đây được tư vấn bỏ rồi. Ê, con hư cái quạt nè. Chúng ta chúng tôi. Thứ ba là hơn anh rồi, anh 94 mà. Anh 93. Anh 93 mà. Xạo quá. 97. 98. 98. Dạ, dùng là nó không quá. Mẹ ông rải cái gì đó. Mẹ rồi, năm hết là anh hết cả phòng rồi. Em không còn, em còn gì gì. Rồi 98 là còn đổi. Không biết ai chọn em không? Anh chọn em hay chị Diễm không? Đảm bảo nhà có nền giáo dục cực kỳ. Cái gì cũng kia. Mà cái này có dai không em? Táo này nó có dai không? Nhậu đang nhậu của anh nha. Ủa đem táo này giống như tiễn thất vậy trời. Bên kia kìa.
này ngon nữa. Qua nhà tôi thì làm thôi. Mấy mấy người anh ơi. Rồi vô đi. Ừ, nói rồi. Anh bắt mất có ba lon mà. Ồ, chưa. Mày ơi. Đó không, em chiến em hai tua lắm anh. Nó kêu là bách phát bách trúng. Được chưa? Sỉ nhục ông chủ. Đúng rồi, sỉ nhục. Ok, bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại nha. Ở hồ bơi có bikini này nọ đầy đủ. Ấm đi luôn. Ồ trời, cái này là ok. Rồi thôi, bye bye. Thôi. Cảm ơn nhiều nha. Dạ. Bye bye anh em. Cứ bấm anh phải xuống.